Rồi nãy mình đi đến đây rồi, overweight, fluid lipid tức là mỡ trong máu. Mỡ trong máu thì các cái cholesterol đó, cholesterol thì mình sẽ tìm hiểu ở một cái bài sau tại nó khá là sâu vào sinh lý, thì mình có thể hiểu đơn giản. Cholesterol không phải cái gì cũng xấu mà nó có vai trò nó hết. Thì có những cái đây, như đây mình tô vàng lên high density lipoprotein thì nó gọi là good good cholesterol. Cái good cholesterol này á thì nó trong cơ thể mình có vai trò là giống như chiếc xe vận chuyển, nó đi vòng vòng khắp cơ thể mình, nó lượm những cái mỡ thừa, mỡ dư, mỡ xấu gì đó, nó gom về gan để nó chuyển hóa để tiêu thụ. Còn cái mà low density này nè thì nó mới là cái xấu. Ok, ở mình chỉ hiểu sơ về lớp lớp lipid thôi là vậy. Thì đây, ở đây những cái từ mà xanh á, thì nó sẽ có giải thích kỹ hơn bên này. Cũng được biết với cholesterol nè, lớp lipid là cholesterol và triglyceride. Lớp lipid thì có chức năng là mang những cái bloodstream, à mang tức là mang chất béo rồi đó, chiếc xe vận chuyển ở trong cái dòng máu của mình, ở những cái phân tử protein. Thì nó có hai loại là HDL với LDL. HDL là high density lipoprotein, còn LDL là low density. Ok. Rồi, tiếp theo thì là bệnh tiểu đường. Căn bệnh tiểu đường này từ cái chuyện mà người ta mập á, từ chuyện ta mập thì nó dẫn đến bệnh tiểu đường. Khi người ta mập lên thì cái độ nhạy insulin trong cơ thể bị giảm xuống. Đây, chronic. Đây là một bệnh mãn tính và chuyển hóa nè. Thì cơ bản mỗi lần mình ăn cái tinh bột, ăn đồ ngọt, ăn cơm, ăn bánh mì, ăn phở gì đó thì cơ thể sẽ tiết ra cái insulin. Tại vì lúc đó khi mình đưa đường vào cơ thể á, thì nó nằm trong máu mình. Insulin được báo hiệu mở cửa cho các tế bào hấp thu cái lượng đường nó vô để nó cân bằng cái lượng đường trong máu lại. Thì những người bị tiểu đường là sao? Là cái insulin này nó không còn nhạy nữa, tức là giống như bình thường bấm cái nút chuông thì insulin nó là cái nút để mình bấm vô, nó mở cửa cho tế bào. Còn bây giờ bấm nó không mở. Thì đà, cái lượng đường á nó trong máu nó không đi vô tế bào được, nó vẫn chạy trong máu hoài. Thì cuối cùng nó đi đến cuối cùng nó đi ra ngoài đường nước tiểu, thì người ta đo lượng đường trong nước tiểu vẫn còn, hoặc là giống như người ta đo mà đường máu á, ta hay lấy từ ngón tay á, thì cái lượng đường trong máu vẫn cao. Thì đó lý do tại sao ra cái bệnh tiểu đường này. Thì bệnh tiểu đường này nó còn những cái gọi là những cái tại sao ta, nó dẫn đến những cái bệnh lý khác giống như khi mà bị lở loét này kia, dễ bị nhiễm trùng hơn, lâu lành hơn, thì những cái đó lại dễ dẫn đến tử vong kiểu vậy, hoặc là nó thay đổi bên trong cơ thể nữa. Thì cái bệnh tiểu đường phổ biến nhất á, chiếm 90-95% đây, là loại tiểu đường tiếp 2. Loại tiểu đường tiếp 2 là giảm độ nhạy insulin do thừa cân. Đây, phổ biến nhất là do obesity. Obesity là thừa cân béo phì dẫn đến tiểu đường, hầu hết 90-95%. Còn cái phần còn lại là tiếp 1. Tiếp 1 giống như là sinh ra, hoặc là sinh ra đến ngày nào đó cái insulin cơ thể mình nó tự động nó không nhạy, mặc dù mình không béo phì nha. Cái đó là cho cơ thể, do cơ thể của mình nó không còn tiết ra insulin đủ nữa, thì lúc đó mình phải tiêm insulin bên ngoài vào. Đó là tiểu đường tiếp 1, thì cái đó nó ít hơn, nó không có phổ biến, không có nguy hiểm như tiếp 2. Với lại cái tiếp 1 á, cái đó là trời kêu ai nấy dạ, mình không kiểm soát được. Còn cái tiếp 2 này á là mình kiểm soát được, mình thay đổi được, nên mà nó lại chiếm cái phần lớn nữa, nên mình học để mình biết cách kiểm soát nó để hạn chế cái lượng mình bị cái bệnh đó. Rồi còn tiếp theo anh đậm đây, những cái hoạt động thể chất. À ok, thì từ những cái việc cái loại bệnh, cái chuyện béo phì rồi những cái bệnh mãn tính á, chủ yếu là do ít vận động rồi ăn uống không lành mạnh sinh ra. Thì đến năm 2002, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, có những cái nghiên cứu chứng tỏ là các cái hoạt động thể chất giúp giảm bớt nguy cơ bệnh mãn tính. Đây, ở cái dòng in vàng đây, reduce risk of chronic disease nè, là bệnh mãn tính. Và thì nó cũng có liên quan đến chuyện là phong cách sống. Phong cách sống đây tức là lối sống sinh hoạt của mình, ăn uống,
làm việc nghỉ ngơi làm sao đó, thì nó có ảnh hưởng tăng đến lượng triglyceride và cholesterol, tăng hoặc giảm lượng chất béo trong cơ thể. Từ bây giờ mình phải hiểu triglyceride hoặc cholesterol đang ám chỉ đến chuyện là fat á, là chất béo trong cơ thể á, thì nó ảnh hưởng đến mức độ đó đều là do lối sống hết, cao hay thấp đều là do lối sống của mình hết chứ không gì hết. Rồi béo phì, gluco hoặc glucolactone hay là cái gì, cái glucolactone là cái gì quên mất tiêu, đợi xíu để dịch ra. Dung nạp gluco à, giống như là cái chuyện mình dung nạp đây, cái kiểu của châu Á nè, ăn nhiều đường quá thì cũng gây bệnh. Rồi obesity là béo phì cũng gây bệnh. High blood pressure tức là cao huyết áp, và coronary heart disease tức là bệnh mà vạch mạch vành á, là cũng do chất béo tích tụ ở động mạch tim làm nghẹt nghẹt cái mạch tim đó, không có dẫn máu lưu thông được nên dẫn đến bệnh mạch vành. Và cái bệnh mạch vành đó nó dần dẫn đến cái việc bị đột quỵ. Có là cái vụ mà bệnh, tức là nếu là mình hỏi tiếng Anh, tức là nếu mà mình phát hiện là cái lượng mỡ trong cái đó nó sẽ bớt đi á, hay là sẽ tách ra hay là sao, cái đó mình chưa hiểu lắm. Đúng rồi, khi mình tập luyện và ăn uống nó khoa học và nó lành mạnh á, thì giống như mình sẽ kiểm soát lượng calorie của mình giảm giống như là lượng đường nè, lượng fat ở mức thấp, hoặc là đơn giản là lượng calorie nó ở mức dưới cái mức nhu cầu là BMR của mình á, dưới cái lượng cần thiết á, hiểu không? Thì nó không có cái nguồn bên ngoài, tức là lượng đường, lượng chất béo, lượng đạm bây giờ chỉ vừa đủ để cơ thể nuôi sống nó thôi, nó không bị dư, hiểu không? Cơ thể không bị dư thì cộng với tập luyện, cộng với chuyện tập luyện nữa, thì mình đang làm cho nó thâm hụt calorie, thì nó sẽ lấy năng lượng từ đâu ra để nó làm cái chuyện đó, thì nó sẽ lấy từ mỡ, từ cái lượng fat đó. Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề chưa? Tức là giống như hiểu đơn giản nôm na vậy, mình cái chuyện mình đi làm mình kiếm tiền, thì là giống như là mình nạp thức ăn vô, nạp đường, nạp chất béo này kia vô, nạp đạm vô, thì là giống như chuyện mình đi làm kiếm tiền. Khi mà mình làm dư tiền ra thì mình sẽ lấy để dành, để ngân hàng, để con heo, để két sắt, mua vàng gì đó. Thì cơ thể mình cũng vậy, khi mình ăn nhiều dư ra, cái năng lượng dư chuyển thành chất béo thì đó để dự trữ lại để làm cái gì, giống như tiền của mình, khi nào mình lấy cái tiền để dành mình xài, thì khi nào mình hết cái tiền hoặc là mình thất nghiệp, đúng không? Thất nghiệp không làm nữa, lo tiền để dành ra xài, ok? Thì cái cơ thể mình cũng vậy, khi nó bị bỏ đói nó hoặc là thâm hụt calo, nó sẽ lấy chất béo trong cơ thể đang dự trữ đó ra nó xài, thì từ đó nó sẽ giảm cái lượng chất béo trong cơ thể. Thì hai cái đó đều từ cái việc tập luyện và lối sống của mình hết, thì từ hai chuyện đó nó làm cơ thể mình nó gọn hơn, nó ít mỡ hơn, nó khỏe mạnh hơn. Nó hiểu vấn đề chỗ này không? Nói nôm na đó. Thì khi mà cái gì mình nạp nhiều quá nó dư ra, giống như cơ thể mình, giống như giờ mình vừa đi làm mình vừa để dành tiền, thì mình lấy cái tiền mình đi làm mình xài, chứ mình mắc mớ gì lấy tiền để dành làm gì, mình để dành tiếp, để dành càng nhiều càng tốt. Thì cơ thể cũng vậy, nó có thêm năng lượng mà tiếp tục dư 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 nữa, nó tích lại mỡ càng nhiều càng tốt. Tại vì cơ chế nguyên tắc số 1 của cơ thể là sinh tồn, không phải là để mạnh hay để đẹp, nên nó luôn giữ mỡ đầu tiên, ok? Nên khi mình nạp lượng dư thừa mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, nó đều chuyển thành fat hết. Thì khi nào mình làm cho nó thâm hụt bằng cái cách tập luyện hoặc bằng cách ăn uống thì nó mới lo cái fat đó nó xài, còn nếu không thì thôi, nó cứ giữ nó hoài. Ok, rồi đó là cái phần đó. Rồi tiếp theo thì cao huyết áp, bệnh mạch vành và dẫn đến đột quỵ. Thêm những cái phần quan trọng ở đây, thêm quan trọng những cái nghiên cứu vẫn tiếp tục. À, cái vấn đề quan trọng đó là những cái nghiên cứu về lâu dài á, những cái nghiên cứu về lâu dài thì lại không được tiếp tục nghiên cứu,
không được tiếp tục, tại vì giống như bây giờ những nghiên cứu họ chỉ có thể thực hiện trong thời gian khoảng 6 tháng, 5, 3 tháng trên một số lượng đối tượng nhất định, giống như áp dụng cách này, ăn uống dày, tập luyện dày, sau đó thời gian giảm cân, tăng cân sau đó, thì người ta chỉ áp dụng trong thời gian ngắn thôi. Nên mà mấy bạn biết rồi thì cái bệnh mãn tính nó không xuất hiện trong thời gian ngắn. Giống như bây giờ mình ăn mà tới 5-60 tuổi mình mới phát bệnh, thì nó chưa đủ thời gian, người ta nói là chưa đủ thời gian để chứng minh cái việc mà lối sống nó ảnh hưởng đến những cái bệnh mãn tính. Nhưng người ta đi ngược lại cái chuyện, giống như người ta nghiên cứu ngược á, thì người ta tìm nguyên nhân tại sao có những cái bệnh này. Những cái bệnh này do tích trữ mỡ, thì cái việc tích trữ mỡ từ đâu ra, thì cuối cùng người ta suy luận ngược lại là do lối sống, do ít tập luyện, do ít vận động, do ăn uống nó không lành mạnh. Chứ thời gian thì chưa đủ dài để họ rút đưa ra những cái nghiên cứu về cái chuyện này. Ok. Rồi. Và cái cuộc sống càng ngày càng hiện đại á, đây, thì nó dẫn đến cái chuyện gì Phước? Ok, cái cuộc sống làm gì đó Phước? Cuộc sống nó càng ngày càng hiện đại thì nó dẫn đến cái chuyện tập luyện đây, activity level lại bị giảm xuống. Giống như hồi xưa ba mẹ hay kể là hồi xưa phải đi học đi bộ mấy cây số, đạp xe mấy cây số, mấy chục cây lòi họng, còn giờ leo lên xe máy đi, hoặc bèo nhất cũng leo lên xe bus đi, thì chỉ có chạy bộ một xíu thôi. Thì cuộc sống càng hiện đại thì mình càng làm biếng, thì mình càng ít vận động. Thì cái chuyện mà ít hoạt động và nó kéo dài như vậy, nó sẽ dẫn đến những cái bệnh mãn tính kia. Và thời gian phần lớn mình bây giờ đây, để coi, không còn dành cho hoạt động đây, no longer, tức là không còn dành cho những cái việc hoạt động thể chất nữa. Mà thời gian rảnh mình làm giống như ngồi lướt Facebook, ngồi coi TV, ngồi chơi game. Cái đó tức là nó không phải là xấu, nhưng mà mình nên tiết chế, mình nên vận động. Khi mình hiểu cơ thể mình rồi, mình nên vận động như vậy. Nói chung là cái gì cũng không nên quá, nên vừa đủ là tốt nhất. Thì ở đây, cuộc sống hiện đại nó làm tăng cái thời gian mà người lười vận động, sedentary behavior, tức là những thói quen lười á. Sedentary là người lười vận động á. Behavior là những thói quen như là ngồi xem TV nè, dùng máy tính nè, hoặc là dùng những cái phương tiện thụ động để di chuyển như là xe hơi, xe buýt hoặc là xe máy chẳng hạn, thay vì là đi bộ và đạp xe. Thì nên bây giờ mình đã dùng những cái phương tiện đó nhiều quá rồi, cái nào mình được vận động thì mình nên vận động, như là cái nào gần thì mình nên ví dụ đi bộ ra mình mua, hoặc là thay vì đi thang máy mình nên đi cầu thang bộ chẳng hạn, tăng thời gian và hoạt động lên kiểu vậy đó. Và những cái chương trình tập luyện với hoạt động thể chất ở trường phổ thông ở Mỹ này kia cũng bị giảm xuống, họ không còn kiểu bổ sung nó nhiều nữa, không còn quan trọng quá nó nữa. Rồi tiếp theo, ngoài cái chuyện béo phì dẫn đến bệnh mãn tính thì nó còn những cái mà đây evidence, là những bằng chứng về việc cơ muscular là cơ mất chức năng hoặc là rối loạn chức năng cơ và dẫn đến chấn thương. Đây là cái hiện tượng mà mọi người ngồi văn phòng thời gian kéo dài bị đau vai gáy, bị đau lưng dưới, hoặc là ít vận động quá bị đau đầu gối khi mà vận động chẳng hạn. Ở đây có ai bị những cái bệnh đó không, những gọi là bệnh văn phòng á, đau vai gáy, đau gối, đau lưng dưới, có ai bị không, hoặc là ngồi lâu quá tự thấy bị, hoặc là nằm lâu đó, vợ em bị thầy ơi. Vợ em bị hả? Vợ em ngày ngồi máy tính mấy tiếng? 8 tiếng. Ừ, đó, 8 tiếng. Còn ai nữa không? Còn ai nằm nhiều, ngồi nhiều không? Đây, ở đây có vợ sắp cưới mình ngồi làm neo quá cũng bị đau vai gáy. Ngày ngồi chung cái mặt xuống chân ta 12 tiếng. Ví dụ vậy, đó. Khi mà một cái tư thế kéo dài quá lâu, 6 tiếng, thậm chí là 3 tiếng thôi là đã thấy đau rồi. Nhưng mà đôi khi vì công việc á, mình quên đi, mình không thay đổi cái tư thế, thì nó dẫn đến cơ, cái cơ trong cơ thể mình nó bị thay đổi và nó rối loạn chức năng.
đây muscular skeletal tức là hệ thần kinh cơ bị tổn thương, bị đau. À đây có nghĩa là muscular pain, những cái đau về cái hệ thần kinh cơ hiện tại rất là phổ biến, nhiều hơn so với 40 năm về trước. 40 năm về trước người ta lao động chân tay nhiều hơn, thời công nghiệp người ta làm nhà máy, ít nhất là nhà máy hoặc là ở ngoài đồng thì người ta không bị đau những cái đó, hoặc là chỉ là do người ta bị sai tư thế, bị gù lưng hoặc là nhấc đồ không đúng tư thế thì họ mới bị đau thôi, thì đau cấp tính họ dừng liền hoặc là họ nghỉ mấy ngày chẳng hạn vậy. Còn bây giờ những cái tư thế mà mình ngồi hàng ngày đó nó tích lũy dần dần và nó thay đổi luôn cấu trúc cơ thể mình thì nó sẽ đến một lúc nó đau rồi mình phải cũng tốn thời gian tương đương như vậy để mình sửa lại, thì đó gọi là rối loạn thần kinh cơ là do không có hoạt động thể chất. Rồi những cái bệnh rối loạn thần kinh cơ đây có low back pain tức là đau lưng dưới. Đau lưng dưới thì chiếm 80% người trưởng thành đây, thì nó thường xuất phát từ những cái việc mà văn phòng, những người làm việc ở enclosed workspace tức là những môi trường khép kín đó, hoặc hiểu đơn giản là văn phòng đó, hoặc là những người ngồi kéo dài 3 tiếng, ngồi từ 3 tiếng trở lên sẽ có nguy cơ hoặc là sẽ bị đau lưng dưới trong một ngày không xa. Thì những người ngồi kéo dài vậy nên ngồi 30 phút hoặc tiếng gì đó, phải nên đi qua lại một cái hoặc là đứng lên uống nước, đi vệ sinh gì đó, chứ đừng có ngồi hoài một chỗ thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ đau này. Ok, vì cái chuyện đau lưng dưới này là do những cái cá nhân đó họ bị thay đổi cái cấu trúc của lumbar tức là những cái đốt sống ở cuối cùng của lưng á, thì sau mình sẽ có học qua cái cấu trúc của hệ cơ xương mình sẽ biết. Rồi tiếp theo là tổn thương đầu gối, knee injury đây, thì 80.000 đến 100.000 người bị tổn thương dây chằng chéo trước. Cái đây là cái tổn thương rất là phổ biến, đặc biệt là dân văn phòng xong đi ra chơi đá banh hoặc đi ra chạy bộ hoặc là chạy trekking giống như leo núi này kia mà không có tập luyện trước, kiểu hứng lên chạy hứng lên tập thì nên nguy cơ rất là cao. Đây ACL để mình cho mấy bạn có thấy PowerPoint mấy bạn. Alo, nghe thầy ơi. Đây đau lưng dưới, tại sao mình có cái hình cái đỏ chấm đỏ không phải ở lưng dưới mà ở dưới chân này, thì cái đau lưng dưới này á về lâu dài nó sẽ dẫn đến phồng đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm chẳng hạn, thì từ lúc đó cái đĩa đệm khi lòi ra rồi á nó sẽ ấn vô cái thần kinh dẫn xuống, hiện tượng mà chứng tỏ bị thoát vị đĩa đệm là tê chân, nên nó mới có cái chấm đỏ ở ngay cái phần khớp hông với đùi nè các bạn thấy ha. Thì cái dấu hiệu mà bị thoát vị là bị tê chân, tê một bên hoặc tê cả hai. Những người bị nặng á thì có thể là mất kiểm soát cái thần kinh cơ phía dưới, tức là kiểm soát chân không có tốt như những bình thường nữa, đi đứng khó khăn, hoặc là nặng hơn nữa là gọi là đi tiểu không tự chủ được, không kiểm soát được hệ tiêu tiểu mình luôn. Thì nếu các bạn có thời gian thì có thể tìm hiểu về cái chuyện là của thầy ơi dẫn đến cái gì đó. Còn bên này, hành bên phải này là nghe em hay bị mắc ị có phải là nhưng mà em có bị đau chân này kia, có bị tê chân không? Có bị tê chân hay bị tê chân, hay bị tê chân hả? Vậy là coi chừng tư thế em có nguy cơ bị đau lưng dưới, nhưng mà nó sẽ đau lưng dưới trước, ê lưng dưới xong bắt đầu dẫn tới tê chân xong dẫn đến những cái bệnh tiếp theo đó, nó theo từng bước. Lưng dưới thì em ít bị lắm, ít bị hả? Nhưng mà tự nhiên tê chân không hả? Nhưng mà ngồi vậy thì hay bị tê chân, với lại đừng có ngồi chéo chân nhiều, tại vì khi ngồi chéo chân hoặc ngồi khép chân không đúng tư thế nó sẽ chèn ép cái dây thần kinh. Các bạn thấy cái hình bên này, hình bên trái thì rất là nhiều dây thần kinh chỗ này, mình bị chèn ép quá thì có thể nó cũng không cảm giác được cái điểm đau ở trên lưng, nhưng lại cảm giác được điểm đau phía dưới chân, thì cũng báo hiệu là mình tư thế mình đang bị sai đó, nên mình nên chỉnh lại cho đúng tư thế, đúng ngồi đúng thì mình thẳng lưng rồi chêm cái gì đó vô lưng dưới ha, cho nó giảm bớt. Rồi bên này nói chung là khi bị đau cái gì đó mình nên nhìn lại coi tư thế mình ngồi kéo dài trong một tư thế nào mình đang sử dụng, ok, thì mình thay đổi nó cho nó đúng. Rồi bên phải là ACL là cái này nè, khi bị rách là nó đứt ra vậy nè, thì khi ACL này bị đứt á
thì mình phải đi thay bằng cái cơ đùi sau của mình, mổ rạch lấy cái cơ đùi sau ghép vô cái mảnh này thì nó mới được, hoặc là ghép nhân tạo gì đó. Nay công nghệ tiên tiến nó có những cái nhân tạo mà cơ thể mình có thể nghe được luôn. Nhưng mà cái chuyện mà ngồi lâu không tập luyện xong rồi đột nhiên đi nay hứng quá đi đá banh, xong hàng kia nó chùi cái té đứt dây ACL, hoặc là nay không tập gì hết tự nhiên đi leo núi, leo núi lên thì có thể nó không bị, nhưng mà leo xuống á áp lực rất là nặng, đè xuống có nguy cơ sẽ bị đứt. Thì cái đó là hên xui, kiểu như là mỗi người cơ thể mỗi người thích nghi khác nhau, nên không thể nói là giống như à người này làm đá banh có bị đâu, nhưng mà người kia lại bị, thì do hên xui, mỗi người cơ thể đều khác nhau hết, nên mình biết thì mình phòng tránh, chứ mình không thể nào nói kiểu là à, anh kia không bị chắc mình cũng không bị, thôi mình cứ làm với ông ta. Ok, thì cái giá mà để vá cái ACL này lại là hiện tại là 70 triệu. Thì nếu các bạn có 70 triệu thì các bạn có thoải mái đứt. Ok, thì khi mà đứt xong á các bạn nó sẽ không có điều khiển cơ được, thì mình còn phải tập vật lý trị liệu, mình phải phục hồi chức năng, thì tốn khoảng chắc thêm 6 tháng chống nạn hoặc gì đó, tập đi lại như là đứa trẻ. Thì đó là cái giá phải trả khi mà không tập luyện. Ok, thì rồi tiếp theo là có những cái hình về cái tư thế xấu. Tư thế mà đúng á, thì các bạn có thể thấy cái trục người ở giữa nè, đi thẳng xuống đây, là từ lỗ tai xuống đến vai, xuống hông, xuống giữa bàn chân là trục người chuẩn. Thì các bạn muốn test bữa sau thì chút nữa mình nhắn vô group cho, thì mọi người thử chụp góc ngang của mình để xem, đứng ở một cái tư thế thoải mái nhất của mọi người để xem tư thế mình có chuẩn hay chưa. Ok, thì mình sẽ dùng cái hình đó vào cái buổi đánh giá tư thế, mình sẽ học thêm về cái đó. Còn bên này đây tư thế xấu nè, full posture hai bên luôn, một cái thì flat back tức là lưng thẳng quá nhưng mà đầu bị đưa về trước, cái này cũng đầu đưa về trước, còn thậm chí là round shoulder tức là vai đưa về trước, rồi bụng có bụng yếu tức là ngồi chủ yếu là đẩy hết lực vô lưng luôn. Thì cái forward head này ở cái thời hiện đại này hầu như ai cũng bị, là do ngồi máy tính nhiều, ngồi làm việc văn phòng nhiều và dùng smartphone nhiều, nên người mình có xu hướng đưa đầu về trước và cong cái vai về trước. Thì mình cũng sẽ học cách để fix cái chuyện này luôn. Đây những cái trường hợp khác, người thẳng good posture đây, đây là chỉ có head đưa về trước thôi, đầu đầu đưa về trước thôi, giống như ngồi cứ đưa cái đầu trước về coi máy tính hoài, hoặc là mấy người bị cận á có những cái góc nhìn họ Có phải đưa ai giống bạn Du á, đó. tướng bạn Du vậy á? Mình có những cái góc nhìn mình phải đưa về trước mình mới thấy được cái màn hình chẳng hạn vậy, hoặc là đọc sách mình hay đưa về trước, nó sẽ kéo cái đầu mình về trước vậy nè. Đó người ta hay có nói vui là thế hệ của mình là thế hệ bị lôi đầu á, lôi đầu bởi những cái smartphone á. Rồi có thêm cái shoulder round nè, shoulder round là do mình hay cầm điện thoại hoặc là cầm những đồ mình hay chụm người lại đó, thì nó bị tight, bị cứng cái cơ ngực, nó kéo cái cơ vai vô. Còn có một số người đây cái lưng ưỡn này thì đáng lẽ hình nữ chụm nó mới đúng chứ không phải hình nam. Hình nữ tại sao bị võng cái lưng này? Ưỡn hồi xưa ngồi á phụ huynh thường kêu cứ ưỡn lưng lên con để gù lưng, nhưng mà không có nghĩa cái chuyện là ưỡn quá cũng bị sai luôn. Ưỡn quá dày nó sẽ gọi là lumbar lordosis, hoặc là cái lumbar bị extension quá mức á. Thì nguyên nhân là đi giày cao gót, khi đi giày cao gót nó sẽ tạo nên cái mông bự hơn. Thì mông bự hơn không phải là do cái mông bự mà là do đẩy cái cột sống ra sau vậy nè, do ưỡn cái cột sống đẩy cái đít ra sau vậy. Nên nó thì cái này là do đi giày cao gót bị ha. Còn sway back thì mình chưa có thấy ở ngoài có ai bị này, có thể là trường hợp ít gặp mà phổ biến nhất là đây những cái bệnh văn phòng đây, lumbar và gù lưng đấy. Rồi tiếp theo về core. Ok, thôi mình cũng nói sơ thôi, sẽ tại vì có những cái bài học sau về nó. Rồi những cái bệnh lý này tổn thương dây chằng ở Mỹ nó phổ biến ở trong lứa tuổi từ 15 đến 25. Tại sao lứa tuổi này? Tại lứa tuổi này lứa tuổi hay vận động, nó đi học xong rồi về nó thích chơi thể thao, nó chơi đá banh, nó chơi với đồng bạn nó gì kia, trượt ván chẳng hạn, thì độ tuổi này với lại độ tuổi này là độ tuổi sung sức nhất nên nó thường thích vận động nhất.
nên nó dễ, mà nó lại không có tập đúng cách á thì nó lại dễ bị chấn thương ACL, chấn thương dây chằng chéo trước, tên tiếng Việt nó là đó. Rồi thì khi mà bị những cái chấn thương này, họ giống như nãy mình nói đó, là nó tốn thời gian tốn tiền để sửa. Thì ví dụ một đứa đang vận động hăng hái vậy, chấn đùng cái đứt dây chằng rồi ngồi đó 6 tháng thì nó làm tăng nguy cơ bị béo phì. Thì từ cái nguy cơ béo phì xong nó lại chuyển qua thành lười vận động thì ra cái bệnh khác, thì nó có liên quan đến nhau hết chứ không phải là một cái nó chỉ là cái đó thôi. Nên mình hiểu cái chuyện đó, mình tập cho nó đúng và mình hướng cho những người quen của mình tập cho nó đúng kiểu như vậy. Thì cái chuyện mà tập những cái dây mô mềm như dây chằng này kia hoặc là hệ dây cơ gân á thì mình sẽ được học đây. May mắn thay, fortunately đây, những cái nghiên cứu về kiểm soát hệ thần kinh cơ, giữ ổn định hoặc là body control, đây là tầm quan trọng của việc kiểm soát cơ thể mình. Để tại vì á mình có thể kiểm soát cơ, giống như mình tập bicep đi, mình tập tập tạ tập chuột đi, tập chân bự lên, hoặc là tập squat đi, mình có thể tập được cái cơ rất là dễ, mình cảm nhận cơ này cái ok lắm, nhưng mình không bao giờ mình cảm nhận được cái dây chằng của mình, đúng không? Có ai cảm nhận cái dây chằng không? Có ai cảm nhận được cọng gân mình không? Tại vì nó là mô rất là nhỏ thì mình khó cảm nhận nó. Thì cái tập luyện thần kinh cơ ổn định, stabilization này, tập luyện cần kiểm soát cơ thể là để mình tập cái đó, thì mình hiểu cái chuyện là mình tập để mình giảm chấn thương. Tại vì những cái bài tập stabilization nó rất là nhẹ nên nhìn vô giống như tập yoga, giống như tập đứng thăng bằng, đứng một chân rồi, hoặc là đứng trên cái banh mà lúng lúng nửa, rồi banh bô su á, mặt phẳng không hơn thăng bằng ấy, thì là những cái đó là đang tập thăng bằng và tập ổn định, thì mình sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó. Ok, rồi tiếp theo là muscular injury, tức là tổn thương cơ. Thì những này những cái số liệu thôi, có 31 triệu người đến những cái có vấn đề về lưng, 10 triệu người vấn đề về đau lưng dưới. Bạn nào có câu hỏi thì cứ bật mic lên hỏi nha, chứ giơ tay thì cũng biết không biết hỏi gì, thì cứ bật mic lên hỏi ha. Ok, tại giơ tay cũng không biết hỏi gì, cứ hỏi hỏi lại đi. Rồi Ok. rồi 19 triệu người năm 2003 có vấn đề về đầu gối, knee problem. 14 triệu người có vấn đề về vai và 11 triệu người có vấn đề về bàn chân và cổ chân. Thì đây là những cái số liệu thống kê thôi. Và những cái tư thế unnatural posture, posture ở đây là cũng là từ chuyên môn nè, mấy bạn có thể lưu lại. Posture tức là vóc dáng á, tức là tư thế của mình á. Unnatural tức là tư thế không tự nhiên. Không tự nhiên là những cái mà nãy á, gù lưng. Còn 10 phút nữa nha. Các bạn muốn học hết bài 1 hay học hết như đây tới hết 10 phút rồi thôi? Chắc hết 10 phút rồi thôi ha. Rồi bữa sau mình học tiếp. Mình soạn tiếp ha. Ok. Tại mình cũng mới soạn xong bài 1. Ok. Rồi. Dẫn từ những cái unnatural giống như gù lưng, ưỡn lưng này kia, tư thế unnatural posture sẽ dẫn đến improper. À, nó đã gù, nó đã ưỡn sẵn thì mình ngồi kéo dài nó sẽ càng làm chồng chồng trầm trọng thêm, bởi vì đây nó để là improper sitting, tức là ngồi không đúng cách luôn. Bản thân mình không sửa cái tư thế mình thì mình ngồi hay mình tập luyện hay mình làm gì cũng sai luôn. Thì cái đầu tiên phải sửa, giống như cái xe bị hư và muốn đi phải sửa cái Đang xe ngồi đó. thành thế. Thì phải, giống như mình phải test lại coi cái tư thế của Phước bình thường đang đứng trước đã có đúng chưa. Đôi khi nó chưa đúng thì dẫn đến cái chuyện ngồi của mình bị sai luôn, thì nó có thể dẫn đến cả đau đau cổ nè, đau giữa lưng hoặc là đau vai, đau chân. Thì sẽ nó dẫn đến có nguy cơ 40% dẫn đến cái chuyện đau về dây chằng. Strain, chữ strain này thì nó thường dùng cho những cái dây chằng, tổn thương dây chằng. Còn chữ strain thì nó sẽ dùng đối với sợi gân hoặc là sợi cơ. Thì nó thường mình sẽ tìm giống như bị lật cổ chân hoặc là bị đứt dây chằng hoặc là gì đó, mình sẽ dùng ví dụ như là dây chằng chéo trước ACL thì là dùng ACL sprain ligament này kia đó. Ligament là dây chằng ha, còn tendon là gân cơ, tendon là gân, còn muscle là cơ. Rồi rồi thì từ những cái bệnh lý đó nó dẫn đến cái chương trình tập luyện cũng phải thay đổi theo.
chứ không còn tập theo cái kiểu hồi xưa truyền thống được nữa. Ở đây những người lười vận động dành cho những người lười vận động hoặc là vận động ít đến mức trung bình. Lười vận động là cấp độ giống như không làm gì hết trơn. Hoặc là những người low to moderate, tức là vô đi bộ 15 phút xong đi về, hoặc là vô để ngừng cái xong đi về, thì cái cường độ intensity này nó không có đủ, thì nó sao ra à, hiểu sai là lộn rồi. Đối với những người mà đang lười vận động thì cái chuyện mà vận động ít thôi, 10, 15 phút 30 phút đi bộ bình thường, hoặc là vận động trung bình vô tập tạ tập sơ sơ thôi, hoặc là chạy chạy bộ tốc độ chừng 10 vòng, mỗi vòng 100 m 100 m gì đó, rồi nghỉ 100 m thì nghỉ 10 lần gì đó, thì nó có tác động tốt và hiệu quả đến việc cải thiện cái sức khỏe của họ. Tuy nhiên nếu cái việc mà tập luyện cường độ quá cao, đây training intensity tức là mức độ vận động quá cao, too high, thì nó sẽ dẫn đến những cái chấn thương tiềm tàng, tại vì mình cơ thể đang từ không vận động chuyển sang vận động quá cao. Giống như nhiều người nói ồ đang mập quá, hôm nay vô gập bụng 100 cái 300 cái rồi chấn thương xong, hoặc là đau lưng, hoặc là cơ bị tổn thương quá nặng nghỉ luôn tuần xong quay về trạng thái sedentary không làm gì hết, đúng không? Hồi đó có bao giờ bị vậy không? Hoặc là thậm chí mình cũng vậy, mình nghỉ Tết nửa tháng tháng xong mình phải bắt đầu lại từ từ, chứ mình không có nghỉ Tết một tháng xong quay vô khiêng lại mức tạ hồi giống trước lúc mình mới vừa nghỉ Tết. Trước khi nghỉ Tết không thể nào làm chuyện đó được, mình phải bắt đầu lại từ từ, tại vì khi mình nghỉ cơ thể nó chuyển sang một chế độ khác, khi mình tập luyện nó sẽ chuyển một chế độ khác nên mình không có gấp được. Ok rồi, century thường á, xong trong vòng 6 tuần đầu tiên thì họ sẽ tập, đối với tập luyện những người người lớn mà người trưởng thành mà người vận động, đây đây thì có tỷ lệ chấn thương là 50 đến 90%. Ok, có những cái nghiên cứu dựa trên những người vận động, những người lười vận động mà ở mức tuổi trưởng thành đó, thì nguy cơ tổn thương của họ tăng lên tới 50 đến 60 đến 90%. Thì đó là lý do tại sao cái việc overtraining là việc tập luyện quá tải dẫn đến chấn thương á xảy ra thường là do kể cả exercise, à việc overtraining và chấn thương kể cả cái chuyện mà họ đã được training program, đã được lên một chương trình tập cụ thể và đã giảm tối thiểu cái mức rủi ro chấn thương, nhưng họ vẫn có thể bị nha, chứ không phải là giảm thì nó không bị. Rồi tiếp theo deconditioning. Deconditioning bên gốc này nó có giải thích đây là mất chức năng, mất khả năng vận động. Mất khả năng vận động bao gồm, mất khả năng vận động này thì nó bao gồm là mất kiểm soát cân bằng cơ, giống như sao ta gọi là bị lệch, giống như là một chân cao chân thấp chẳng hạn, hoặc là đây, hoặc là giảm khả năng linh hoạt, giống như hồi xưa mình xoạc chân lúc tập võ chẳng hạn, hoặc là tập yoga mấy người xoạc sát đất được, nhưng mà về lâu dài không vận động nữa, giờ cái người mình thành cái cầu hết rồi, mình không còn xuống đất sát đất nữa nữa, thì đó là bị giảm cái flexibility là khả năng linh hoạt, và thậm chí là giảm cái việc kiểm soát sự ổn định của core, core và khớp, joint đây là khớp ha, stability là ổn định của core và khớp. Thì core ở đây là đây, core bao gồm cái gì? Core bao gồm cái phần cơ ở giữa xương ngực nè, bao gồm cơ bụng nè, six pack của mình nè, lưng dưới nè, cái lumbar nè, rồi bao gồm luôn cả cơ mông ha, và cả cơ liên sườn là cơ hai bên eo đó, toàn bộ cái đó đều gọi là core. Thì mình phải tập làm sao để mình kiểm soát được cái đó, thì nó sẽ giảm những cái đau lưng, giảm những cái vấn đề cơ thể mất cân bằng đó. Rồi quay lại đây, deconditioning is a stay. Ok, và hầu hết những cái chương trình tập luyện đây, mod training program, không nhấn mạnh vào chuyện tập luyện nhiều mặt phẳng. Nhiều mặt phẳng có nghĩa là gì? Multiplanar, mặt phẳng cơ thể mình ở PowerPoint đây nó có ba mặt phẳng chính,
các bạn nhìn các bạn có thể hình dung không? Đây là một cái mặt phẳng, ví dụ mặt phẳng transverse này nó sẽ chia đôi cơ thể mình làm trên dưới nè. Thì những động tác của transverse tức là động tác xoay, giống như tưởng tượng một cái mặt phẳng cắt ngang người mình. Thì mình xoay cái phần gọi là xoay phần vai qua một bên hoặc là hai bàn tay ở tư thế này, các bạn thấy cái hình không? Để cái tay xuống, bạn xoay lòng bàn tay, xoay ra xoay vô thì cũng là mặt cũng đang nằm trên mặt phẳng transverse. Thì còn những cái mặt phẳng này, ví dụ sagittal, mặt phẳng chia làm đôi nhưng mà chia dọc nè, thì nó làm gì? Là những cái chuyển động mà mình giơ tay lên theo cái chiều của mặt phẳng. Cái chiều mặt phẳng mình sẽ học sau, nhưng mình đang nói sơ thôi ha. Thì thường mình sẽ tập giống như bài tập gập tay trước, tập chuột chẳng hạn, thì mình chỉ gập cái này thôi, gập này lên xuống theo cùng mặt phẳng này, thấy không? Là đây đang gọi là chuyện là mình tập có một mặt phẳng một. Hoặc là tập vai, mình giơ tay hai bên tập vai, là những bài tập cô lập đó là mình chỉ tập có một mặt phẳng duy nhất. Thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao mình tập được nhiều mặt phẳng kết hợp với nhau để cho nó phát triển một cách toàn diện. Thì đó, thì những cái chương trình hiện tại nó chưa có đủ đáp ứng cái chuyện đó. Rồi, let's jump. Ok, Provial Exception. Những cái bài ở phần dưới này, Exercise must be restricted. Rồi những cái vần tập nếu mà quá nặng kia thì phải được giảm đi, để cho cái người khách đó hoặc cái người tập đó, nếu họ không muốn, nếu họ không có tập trung về cái chuyện mà đối với cái đối tượng đó họ chưa phải cần để tập phát triển, giống như là cái người này mới tập buổi đầu tiên, không phải họ muốn bự là bự liền, mà họ phải tập kiểm soát cái cơ thể posture nè, và cái kỹ thuật là technique, phải kiểm soát hai cái này trước đã, rồi muốn làm gì làm, chứ không thể là bước vô là muốn đẩy tạ mấy chục ký, muốn squat nặng hoặc là muốn deadlift hoặc là muốn bự muốn đô gì đó. Cái gì cái phải đợi sau, sau khi fit cơ thể xong, posture, technique. Ok, rồi còn thêm một cái xíu nữa, còn có mấy chục giây thôi. Mấy bạn có câu hỏi gì hay không? Còn phần the future với phần sau, bữa sau mình học tiếp ha. Chắc mình dừng đây đi, còn mấy chục giây thôi. Có thể các bạn hỏi ở đây hoặc là mình sẽ ghi câu hỏi trong cái group. Ok, có câu hỏi gì mà các bạn đưa vào group. Thầy có thể chơi với thầy. Thầy sắp có vợ rồi.